Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Lý Văn Phòng đang có mặt ở nhà bác Toan. Hôm nay nhà bác kho ba nồi cá quý ạ, này rất là ngon, riềng ngon bằng cái miêu đất này, hấp dẫn quá. Cá kho của làng Vũ Đại, đặc sản của làng Vũ Đại thì bữa nay Tết là rất là nhộn nhịp quý vị ạ, nhộn nhịp cá. Những khúc cá rất là tươi, màu sắc vô cùng hấp dẫn, tan thứ thì chỉ nên sắc ngon hết. Giờ bác đang chuẩn bị cho vào nồi à. Ủa bác giã riềng thủ công lại hay nhỉ, không cần máy kia như mà giã này ngon, riềng ngon quá. Gì bỏ dụng cụ để chuẩn bị nguyên liệu cái này đã này, rất là cái bề đã này. Nguyên liệu mắm này, riềng này, mắm rất là chất lượng, mắm cá cơm, nguyên liệu. Bác rất là cẩn thận, bác cân từng khúc một. Ngon hết. Cái tầm này quá tuyệt vời, tươi rơi rói. Này ba nồi giờ có hết không bác? Cháu thấy nhiều ấy. Cái gì cho bác được tiền chặt rồi. Đây là nước cốt chanh hả bác? Ồ, nước cốt chanh quý vị, rất là ngon. Đây là nước tiết cá vào. Ồ. Tiết cá này cất đi rồi à? Nhìn hấp dẫn quá. Thế trông nhiều thế xếp vào đây gọn. Dạ, chị đó. Cá ngon quá chị ạ. Không, không quay bác đâu, chỉ quay cá thôi, nó bác người ngại. Thế chỉ quay cá thôi. Quay cá với và quay cá thôi, không quay bác nên là bác không ngại. Đây nhà bác rất là cẩn thận, trước khi mà kho anh viện là tôi nồi cho dạn nồi hết cỡ thì nó, trong quá trình kho nó đảm bảo không bị gì nhé. Đấy, cái nồi tôi mỗi lần tôi mỗi dịp Tết đến xuân về là xã Hòa Hậu và làng Vũ Đại nhộn nhịp với những hương vị của đất cá kho, mùi khói nghi ngút và tấp nập của các bác, các cô chú, các chị. Thì những liều cá trước khi bày ra rất là hấp dẫn, bác cần rất là cẩn thận. Dưới là lót riềng. Mỗi dịp Tết đến xuân về phần cá rất là nạc, lắc xếp kéo thì gọn. Cháu cứ tưởng là dư nhưng mà vẫn vừa. Ừ.
nhiều cá rất là hấp dẫn luôn. Phủ một lớp viền. Nước hiểu viền cũng được không? Hấp dẫn quá. Nước hiểu viền cũng được. Mình chính, mình ra mình chính. Rất là hấp dẫn. Mì chính bao nhiêu? Mì chính là 30 muỗng mì chính. Hấp dẫn quá. Thưa quý vị, đây là nước cốt chanh quý vị ạ. Rất là đặc. Rất là hấp dẫn. Nước cốt chanh. Gọi cả đầu luôn đấy. Rồi tiếp theo là mắm quý vị ạ. Mắm rất là ngon, sánh thơm lừng mùi mắm. Mắm cốt. Dạ, là nước cốt sánh. Rồi tiếp theo là bác kẹo đắng. Ôi, kẹo đắng ngon quá. Đặc và dạ, nhìn hấp dẫn quá. Pha thêm một chút. Pha thêm chút nước hơi đặc. Wow, quả hấp dẫn ngay. Rồi, sánh rồi. Cá kho hương vị cũng như màu sắc không thể thiếu kẹo đắng. Hấp dẫn ngay từ cái khâu chuẩn bị rất là kỹ và chu đáo, từ khâu rất là cẩn thận mà làm. Đây, cho nước sôi. Tiếp theo là nước sôi quý vị ạ. Rồi, đầy rồi bác ơi, đầy rồi. Rồi bác. Rồi vừa. Rồi bây giờ bác chuẩn bị chuyển lên bếp ơi, lên bếp kho ơi. Rồi bây giờ đã nổi lửa quý vị ơi, lúc đầu nhìn đẹp như bác ơi. Lúc đầu thì đun to để cho nó sôi lên cho nó ngon bao nhiêu nó đều cá mà tí nữa thì sẽ cho nó sôi bé lại. Hấp dẫn quá. Không khí Tết như đã tràn ngập quê hương làng Vũ Đại rồi.